Cửa hàng Hoa Lan Quang Minh xin chào cô chú. Và hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2019 cô chú. Và hôm nay thì bên cửa hàng bên con có nhập về một cái lô giấy hạt Hawaii. Và trong cái lô này là trắng tím lẫn lộn nha cô chú. Con không biết mặt hoa. Nói chung là có thể một cái giỏ thể là hai mặt hoa luôn. Và đây là mặt hoa của Hawaii tím nha cô chú. Khung bông rất là đẹp. Đây là mặt hoa Hawaii trắng nè. Và cái dòng Hawaii này đặc biệt là nó nở hoa vào mùa xuân và rất là sai hoa luôn cô chú, nó cho rất là nhiều hoa luôn á. Khuôn bông trắng tím nó như vậy, khuôn bông nó giống nhau nhưng mà chỉ khác màu thôi. Đây là Hawaii tím nè, đây là Hawaii trắng, rất là thơm nha cô chú. Và nó thường cho hoa vào mùa xuân á, rất là sai hoa luôn. Giải hạt Hawaii trắng tím, không biết mặt hoa, mặt hoa sổ cô chú. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 04 và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cái lô này đợt này về thì giá rất là mềm nha cô chú. Và đây con sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Và đây là chậu Hawaii mã số 1 nha cô chú. Ở ngoài này mình nhìn cái thân là mình thấy hết hồn luôn, rất là đẹp. Đó, lá căng bóng luôn cô chú, đẹp hú hồn luôn. Đang có 2, 4, 6, 8 và 10 thân. Giờ này có 10 thân lớn nhỏ cô chú. Và có nói cái giá này là cô chú thấy rẻ bất ngờ luôn cô chú. Và giá của nó là 1.200.000. 10 thân lớn nhỏ, giá là 1.200.000. Đây là giò mã số 1 nha cô chú. Lá là lá căng bóng luôn, rất là đẹp cô chú. Này thì cỡ này là Tết đó là cho hoa là vi vu luôn. Thân nó ốm ốm như vậy nè, mà khi nó đã đứng ngọn thân sẽ bắt đầu nù ra, rất là khỏe. Đang đi ngọn nè, rất là mướt luôn. Bản lá là không tì vết luôn nha cô chú. Và rễ đâm ra như giá luôn rồi nè. Đó. Đây là mã số 1. 1.200.000 mã số 1. Thân ngắn ngắn nó dài được khoảng 20 cm. Nó có cộng 20, có cộng 30. Có thân được 40 và cái thân dài nhất của nó đang nằm ở khoảng cỡ 50 cm của chú. Nói chung là có lớn có nhỏ từ khoảng 20 thân trở lên, 20 cm trở lên. Từ khoảng 20 cm trở lên nha cô chú. Giá là 1.200.000, đây là mã số 1. Giá rẻ bất ngờ luôn nha cô chú, mã số 1. Và đây là chậu mã số 2. Chậu này thì đang có 2, 4, 6, 8 thân. 8 thân nhưng mà thân rất là to cô chú. 8 thân lớn nhỏ và giá của nó cũng là 1.200.000 luôn. Có 8 thân lớn nhỏ nha cô chú, giá là 1.200.000. Và cái giò Hawaii thì cái thân ngắn nhất cũng đang nằm ở khoảng có 30 cm cô chú. Và cái thân mà nó dài nhất á, là được khoảng cỡ 60 cm. Và thân nó ngang ngang ở ngửa nhau được khoảng 50 cm nè. Nói chung là giò này rất là mướt, không có chỗ nào để chê luôn cô chú, rất là đẹp. Giá của nó là 1.200.000 luôn. Nhìn cái thân thấy hết hồn luôn, rất là đẹp cô chú. 1.200.000 giá hạt Hawaii trắng tím lẫn lộn của chú, không biết mặt hoa. Tại vì cái này nó ghép rất là nhiều gốc vô với nhau nè. Rễ đã bám ra như giá luôn. Mình về chứ còn mình xịt phân thuốc và nước đầy đủ thì cây sẽ phát triển rất là mạnh. 1.200.000, đây là mã số 2 nha cô chú. Tiếp theo, mã số 3 cô chú. 2, 4, 6, 8, 9. 9 thân lớn nhỏ, 1.200.000. Rất là mướt luôn. Bản lá là không tì vết luôn nha cô chú. Đi ngọn rất là khỏe. Chung cái hàng này là Tết nó cho hoa là phải re luôn. Rất là nhiều hoa, xây hoa lắm. Và cái cọng ngắn nhất của nó đang nằm ở mức là khoảng cỡ gần 20 cm cô chú. Và cái thân mà dài nhất á, là đang ở khoảng có 50. Mấy thân ngắn ngắn đều nhau từ khoảng từ 30 cm trở lên. Nè, nó đều nhau khoảng 45 cm không nè. Đó. Và đây là giò mã số 3 nha cô chú, 1.200.000. Giá hạt Hawaii tím và trắng, mặt hoa lẫn lộn, không biết mặt hoa nha cô chú. Tất cả đều là mặt hoa sổ. Giá của nó là 1.200.000. Và ở cuối clip con đã có tách một số cái cộng nhỏ đi cho cô chú mình dễ sưu tầm hơn. 1.200.000, đây là giò mã số 3 nha cô chú. Và đây là mã số tiếp theo. Đang có 2, 4, 6, 8 cộng lớn nhỏ và thân rất là mập cô chú. Mập ú ú luôn nè. Đó. Và giá tiền của cái giò này cũng là 1.200.000 luôn. Và đây là giò giả hạt Hawaii mã số 4 nha cô chú. 1.200.000 mã số 4. Để con quay cái rễ nó cho cô chú xem nè. Đó. Rễ nó bám như giá luôn nè cô chú. Rất là nhiều rễ ra luôn nè. Và kích thước cây của nó là từ khoảng
30 cm trở lên. Mấy thân đều đều nhau được khoảng cái tầm 40. Và nó có một hai thân lớn là dài được khoảng 50 cm nha cô chú. Thân mập ú luôn. Mình nhìn thân nó thấy rất là đã rồi. Đó. Giá của cái giò này là 1.200.000 luôn nha cô chú. Và đây là mã số 4, 1.200.000. Và cô chú nào mình muốn sưu tầm cái giò nhỏ hơn á, thì chờ cái cuối clip đi, còn đã có quay một số cái giò nhỏ hơn cho các cô chú mình theo dõi rồi. Thân lá rất là đã luôn nha cô chú. Với giá là 1.200.000. Mặt hoa là cực kỳ thơm luôn. Và tiếp tục đây là giò giả hạt Hawaii. Đây là mã 5 nha cô chú. 2, 4, 6 thân. Đang có 6 thân. Và giá của giò này là 1.000.000 chẳng cô chú, 6 thân. Nói chung là rất là rẻ, nó chưa tới 200 một thân nữa. Giá rất là mềm luôn. Đây là mã số 5 nha cô chú, giá là 1.000.000 chẳng, mã số 5. Và cái thân mà nó ngắn nhất á, nó nằm ở khoảng cỡ gần 50 cô chú. Và thân dài nhất là khoảng cỡ 60. Nói chung là cây đang đi ngọn rất là lực luôn. Ú nù luôn cô chú, rất là khỏe. Bản lá là không tì vết luôn. Giả hạt Hawaii mặt hoa sổ, đây là giò mã số 5. Và giá của cái giò này là 1.000.000 chẳng nha cô chú, giá là 1.000.000. Nói chung là rễ đã bắt đầu phúng ra rất là tốt nên các cô chú mình về mình chăm sóc rất là dễ. Đó. Giá 1.000.000 chẳng nha cô chú. Hawaii trắng tím lẫn lộn. Đây là giò mã số 5. Và mã số tiếp theo đó là giò giả hạt Hawaii mã số 6. Giò này nó cũng có 2, 4, 6 thân luôn. Giá là 1.000.000. Đó, cây của chú nhìn nè. Đang đi ngọn rất là lực luôn. Bản lá là không tì vết nha cô chú. Rất là mướt. Giá của giò này là 1.000.000 chẳng nha cô chú. Mã 6. Và mấy thân này nó tương đối đồng nhau, nó đều đều nhau mà. Nhưng mà cái thân này nó không được thẳng nè, nó cứ cong cong như vậy, tại vì con máng thòng xuống á. Nó dài được khoảng là cỡ 55 đến 60 cm nha cô chú. Đây là một dạng thân thòng. Thân lá rất là đẹp. Giá của nó là 1.000.000 chẳng. Đây là mã số 6. 6 thân lớn nhỏ. Nè cô chú nhìn nè, nó thân đây đi ngọn rất là sung nè. Lá là căng bóng luôn cô chú. Đây là giò mã số 7 nha cô chú. Giá cũng là 1.000.000 luôn, mã số 7. Giá là 1.000.000 chẳng nha cô chú. Hawaii trắng tím lẫn lộn mã số 7, giá 1.000.000. Rễ đã bắt đầu phúng ra như giá rồi, mình về chăm sóc rất là dễ. Cái giò này thì nó có hai thân là được khoảng cỡ 35 cm, và bốn thân nó đều đều nhau á là cũng cỡ khoảng 50 cm trở lên nha cô chú, nó khoảng 60 cm á. Tại vì cái thân này có máng thòng xuống nè nên nó không được thẳng nè, nó cứ cong cong xuống như vậy. Nói chung là rất là đẹp. Một lần nó cho hoa như tấm rèm luôn nha cô chú, rất là nhiều hoa. Dòng Hawaii thì nó nở sai hoa lắm. Giá của nó là 1.000.000 chẳng. Đây là giò giả hạt Hawaii mã số 7, giá 1.000.000. Tiếp tục đây là giò giả hạt Hawaii mã số 8 của chú. Giá của nó cũng là 1.000.000 luôn. Giò này thì có 2, 4, 6, 8 thân lớn nhỏ nhưng mà thân ngắn. Cái giò này đáng lẽ con bán á là 1.100.000 lận, tại vì nó rất là nhiều thân. Nhưng mà ở đây á, nó có một cái thân là nó bị gập nhẹ của chú. Đây, thân này nè, nó gập nhẹ thôi. Tại vì cái thân này nè, thân này nè, nó rất là nặng. Nên cái thân này con bán thòng chứ nó bị gập một thân nè. Nên cái giò này con bán giảm giá xuống là còn 1.000.000 chẳng nha cô chú. Nói chung là nó gập như vậy thì thân nó vẫn đi ngọn và phát triển bình thường. Chỉ cái điều là nó không có thẩm mỹ thôi. Đó. Đang đi ngọn nè, và cái thân gập này nó vẫn đứng ngọn và cho hoa bình thường. Đây là mã số 8 nha cô chú, giá là 1.000.000. Và tất cả các lô hàng bên con đều là hàng kỳ lên nha cô chú. Tất cả đều là hàng kỳ. Và kích thước cây của nó dài trung bình là từ khoảng 45 đến 50 cm trở lên. Đây là giò mã số 8. Giá của cái giò này á là 1.000.000 chẳng nha cô chú. Mã 8 có một thân bị gập nhẹ. Và tiếp tục đây là mã số tiếp theo, đây là mã 9 nha cô chú. Giò này thì có giá tiền là 900, 3, 6. Nó có 7 cộng lớn nhỏ. Thân cũng rất là mập luôn. Đi ngọn rất là khỏe nè. Đó. 7 thân lớn nhỏ nha cô chú. Giá tiền là 900.000, đây là mã số 9. Nói chung là thân đẹp không tì vết luôn á, rất là mướt cô chú. Để con đo hình cây cho cô chú xem nè. Cái thân mà nó ngắn nhất á, là đang nằm ở khoảng 5 cm, chỉ có một thân thôi. Và thân ngắn thứ hai được khoảng cỡ 35. Mấy thân có một số thân trung bình là được khoảng 50 cm. Và cái thân đang nằm ở dài nhất là khoảng 60 cm nha cô chú. Thân mập ú luôn. Giả hạt Hawaii trắng tím lẫn lộn. Đây là giò mã số 9, giá tiền của giò này là 900.000 chẳng, mã 9. Và mã số tiếp theo là mã số 11 cô chú. Giá là 700.000. Đang có 5 thân lớn nhỏ. Nè.
rất là mướt luôn, năm thân lớn nhỏ. Giá 700 nha cô chú. Đây là mã 11. Xin lỗi chú, đây là mã số 10. Giá là 700.000, mã số 10. Mã số 9 là có giá 900, mã số 10 là nó tách ra rồi nó có giá là 700.000. Mã 10 nha cô chú, 700. Một cái thân ngắn nhất là khoảng 40 cm cô chú. Và ba thân dài còn lại rất là mập luôn. Và nó dài được khoảng có từ 60 đến 70 cm nếu mà mình để cho thẳng ra. Rất là đẹp. Mã số 10, 700.000 mã 10. Và đây là mã số 12 nha cô chú. Giá tiền của cái giò này á, là 600. Mã 12. Đang có 2, 4, 5 thân lớn nhỏ. 600.000 mã số 12. Một thân là dài được 30. Thân tiếp theo là khoảng 35. Và hai thân... Một thân là 30, hai thân là 35. Và hai thân dài nhất là khoảng 40 đến 45 cm nha cô chú. Giá là 600.000. Chưa tới 100.000 một thân nữa. Thân rất là mướt luôn á. Giá hạt Hawaii trắng tím lăn lộn, đây là mã số 11. Giá 600.000 nha cô chú, mã 11. Và đây là chậu giá hạt Hawaii có 3 thân nha cô chú. Và giá của 3 thân này là 500.000, nó chưa tới 200 một thân nữa, rất là rẻ. Và đây, rễ nó ra rất là tốt, con cắt con vẫn vừa cái giá thể để cho cô chú mình đỡ mất sức nè. Con cắt giá thể nó còn dư rất là nhiều. Tại vì con tách ra cho các cô chú mình dễ sưu tầm á. Giá của giò này là 500.000 nha cô chú. Có thể mình về mình ghép cho miếng gỗ hoặc là mình hai chậu khác mình để cho nó thòng xuống cũng được. Nói chung là rất là nhiều cách trồng, tùy theo cái sở thích mà cô chú mình muốn trồng như thế nào thôi. Và mắt ngủ của nó rất là tốt, đang chuẩn bị lên mầm nè cô chú. Nói chung là thân nào nó cũng vậy. Và ba thân này nó ngang ngửa nhau, nó cỡ khoảng 50 cm nha cô chú, dài hơn 50 cm á, tại vì thân này nó không được thẳng nè. Nếu mà thẳng ra thì có thể nó dài được khoảng 60 luôn. Đây là mã số 12 và giá của nó là 500.000 chẳng nha cô chú, mã 12. 500.000. Và đây là mã số 13, nó cũng có 3 thân lớn, đang đi ngọn rất là tốt luôn. Giá tiền cũng là 500.000 nha cô chú. Đó, thân đi ngọn rất là lực luôn nè. Đây là mã số 13, giá 500. Hawaii trắng tím lẫn lộn nha cô chú, mã 13 500.000. Hai thân mà ngắn nhất là được khoảng cỡ từ 40 đến 50 và thân dài nhất nó đang nằm ở khoảng 60 cm cô chú. Rất là khỏe. Nó và rễ ra bắt đầu phúng ra rất là tốt nè. Con tách ra cho các cô chú mình dễ sưu tầm. Mã số 13, 500.000 nha cô chú, mã 13. Là mã số tiếp theo, mã số 14 nha cô chú, 450.000. Và nó có 4 thân lớn nhỏ cô chú, 450. Đây là mã số 14. Một thân là được khoảng có 15 cm và hai thân á, là dài được khoảng có 40. Và cái cộng lớn nhất là đang nằm ở khoảng 55 cm nha cô chú. Đây là mã số 14. Và giá tiền của nó là 450.000. Đây là mã số 14, 450. Và mã số tiếp theo là mã số 15, đang có 2, 4 thân lớn nhỏ. Giá tiền cũng là 450 nha cô chú. Cây đang đi ngọn rất là tốt luôn á. Cây mướt rượt luôn, dài được 25 cm là hai thân ngắn. Và hai cộng dài nhất là đang nằm ở khoảng 50 cm cô chú. Lá là bóng mướt luôn nè, không tì vết luôn. Đó, xanh mượt luôn nè cô chú. Giá của nó là 450.000. Và đây là giò mã số 15, Hawaii trắng tím lăn lộn mã 15. Đây là mã số 16 nha cô chú. Và tất cả các hàng tách chiếc này á, đây con vẫn giữ cái giá thể còn nguyên nè. Giá thể còn rất là nhiều nên mình đỡ lo mất sức nha cô chú. Giò này thì cũng giá là 450 luôn, mã 16. Nó có hai thân lớn cô chú, một thân lớn và một thân nhỏ nè. Và cái cộng dài nhất của nó đang nằm ở khoảng 90 cm. Đây, khoảng 90 cm nha cô chú. Rất là dài luôn. Và cái cộng ngắn là nó khoảng được 60. Giờ này có hai thân, rất là mập. Giá là 450.000 cho hai thân nha cô chú. Thân rất là ú nù nè, thân ú nù luôn. Hai thân 450.000, mã 16. Và tiếp tục đây là mã số 17. Đó. Có hai thân, giá là 300.000 chẳng nha cô chú, mã 17, hai thân. Giá 300. Rễ ra như giá luôn nè. Và hai cái thân này thì nó dài được khoảng 45 cm. Và cái giá thể thì con vẫn giữ nguyên rất là nhiều nữa các cô chú mình gửi cây đi thì cô chú mình đỡ lo bị mất sức nha cô chú. Cây rất là khỏe đó. Mã 17, giá là 300.000, có hai thân. Và đây là mã số 18, ba thân. Giá tiền của cho này là 400.000 chẳng nha cô chú, mã 18.
giá là 400. Ba thân 400.000. Thân ngắn nhất là được khoảng 30, thân tiếp theo là 40 và thân dài nhất là khoảng được 60 xăng. Giá là 400.000 nha cô chú. Đây là giò mã số 18, 400.000 cho mã 18. Và đây là mã số tiếp theo, đó là mã số 19, hai thân. Và giá của nó là 300.000 nha cô chú. Mã số 19, dài hạt Hawaii, hai thân, giá là 300. Và hai con này là dài được khoảng có 40 đến 45 xăng, có hai thân. Giá là 300.000, mã số 19. Đây là mã số tiếp theo, mã số 20, có một thân. Giá là 220.000 cô chú. Một thân 220. Thân này là nó tầm được khoảng cỡ hơn 70 xăng nha cô chú. Mã số 21 nha cô chú, giá 200. Nó dài được khoảng cỡ 70 xăng luôn á. Mã 21 200.000. Khoảng 60 đến 70 xăng nha cô chú. 200.000 mã 21. Mã số tiếp theo nha cô chú, đây là mã số 22. Và giá tiền của nó cũng là 200.000 luôn, dài được khoảng cỡ 60 xăng. Mã số 22 nha cô, giá là 200.000, rất là mướt luôn á. Và đây là mã số cuối cùng, nó dài được khoảng hơn 50 và giá của nó là 180.000. Đây là mã số cuối cùng. Mã số 23, giá là 180.000 mã cuối cùng. Số điện thoại bên con là 0908 846 804 và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây con còn khoảng 10 chậu nữa nhưng mà con quay không có kịp nên con quay sơ lược một ít chậu cho chú xem. Và số điện thoại cửa hàng bên con ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Số điện thoại là 0908 846 804. Và cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú.